thì hôm nay mình chuẩn bị một cái hành trình leo núi hái dâu. Giờ mình đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người ha, bắt đầu chuẩn bị nè. Đi ra mang về. Để là chúng ta sẽ bắt đầu đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mang về. Mang về bây giờ đang chuẩn bị leo núi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ra xe nha mọi người. Đây, hành trình của mình gồm có một xích trà đường, hai ly kẹo trắng, một bình cà phê sữa siêu dễ thương nha mọi người. Cái bình này thì cái bình này là mình đi Jollibee á, Jollibee nè mọi người, ăn gà rán á mình được tặng 2 năm trước lận đó, mình rất là dễ thương, đi đâu xa mình mới mang ha. Rồi bây giờ hành trình chạy lên trên tiệm. Đây là con đường bên thuộc nha.
Mọi người ơi, mọi người có biết trái gì đây không? Dời dời dời. Trời ơi. Sao? Sao mà trái trường. Bây giờ phải bẻ thôi. Bây giờ bẻ trái trường trước đi anh ơi. Bẻ trái trường nha. Bẻ nhanh nè. Thầy cởi bẻ đi. Cầm giùm em. Gì đó, cái bự rồi. Đẹp. Đố mọi người biết trái gì nha. Thế giới này là của chị và chị có quyền hái trái trường. Quá trời luôn rồi. Ham quá ham rồi. Hết biết đường hái trái nào luôn. Hái về cho mọi người. Lóc muối ớt. Nhiều mọi người ơi. Mình không thể nào mà tưởng tượng được nó nhiều đến như vậy. Là bởi vì mình đi ngay cái dịp là người ta vừa mới hạ những cái cây này. Này tôi đốt than. Rồi được rồi. Rồi này. Bây giờ mình lên đi tìm đường cứu nước. Anh đi cái đi. Chết nè, phải có trái quăng nữa đi. Cây dâu xanh nhìn nó không thấy hai mặn cây dâu vàng. Này mọi người ơi, trái đó. Trái tận gốc luôn nha. Thấy hai mọi người. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cây dâu ngọt, bên đây một cây nữa nha. Trái này chưa chín. Cái này cái bự nè mọi người. Nhìn thì thấy ham. Xài không có người nào ăn luôn mọi người. Nó rớt, nó rụng rồi bỏ như vậy nè. Đây là mũi. Đặc biệt cho mùa này rất là mũi nha mọi người. Không tùm kính mũi lắm luôn. Đây một cây nữa nha. Đây nữa nha. Mít thì thúi. Không có bao lại nó thúi. Đây. Thúi. Sư ra dưới đất mình với chồng mình. Chua ngọt thì mấy con chua chua mọi người. Cây dâu vàng thêm. Cái này là cây dâu vàng. Đây có mấy cây này. Dòng bên đây nè. Dưới nè. Trời, cái bơ thúi. Rụng xuống bánh cho. Cái bơ gì? Cái bơ trên đầu. Có cái này không? Bơ dài. Đây nè, cái này mới cái bơ. Cái này nữa. Cái này. Cái bơ mọi người ơi. Cái non. Có trái bự trái đọt. Chứ có dạ không? Anh dừng đi anh, anh dừng đi. Phát hiện ra một cái mọi người, đây là cây bơ nha mọi người, và đây là cái trái bơ. Trái bơ tí hon nha mọi người. Đây, đây trái bơ tí hon. Cái bơ nhỏ nhất hành tinh này.
Đây là tiêu nha, tiêu, tiêu chín. Nói được tiêu chín nha mọi người. Và đây là dây tiêu. Giới thiệu dây tiêu cho mọi người luôn nha. Nhưng mà hiện tại dưới dây này không có trái. Cây quýt, nhưng cũng hết trái luôn rồi. Mùa này là vô mùa dâu. Giờ mình đi qua bên cây dâu bên kia mới được. Mình sẽ quay sơ lược về căn tròi nha mọi người. Đây cây tròi. Cây tròi của cậu mà năm mình. Đây. Cây tròi để chú mưa. Có đêm nào ngủ lại thì ngủ. Nhưng mà ít ngủ lắm, thường là về không rồi nha mọi người. Đây là một con sứa nhỏ nha mọi người. Con sứa nhỏ bắt con chích cầu. Đó. Mũi dữ lắm mọi người. Bây giờ mình ngồi ở đây mình đợi. Kim kêu. Ngồi đây nha, cho đỡ mũi một chút. Ở trên nó quá bịt hụn, mũi quá mũi. Đi chút xíu quả rồi đó mọi người. Hình như cây chanh gì ta đi xuống dưới hái chanh nha. Mình sẽ leo theo con sứa này. Đây nha, đây nè. Xài rụng. Không một ai luôn. Có chanh, có chanh mọi người. Mũi chích, quá chích. À, cây chanh. Để cho mình xuống mình hái chanh coi. Đi đường nào đây. Cây này chanh khá là nhiều nhưng mà trái không có được to. Chưa có được to làm sao hái đây. Ủa quá anh ơi. Đi con lấy trái chanh. Cô có để cái trái nào. Chính không? Ê. Hả? Chanh à. Hái chanh mọi người. Mẹ đừng nói nhau rồi. Mà bên này. Mình này có trái to. Cái dâu trái xanh á, cái vàng á. Xanh bên mình có nước không ta? À, mẹ nó trồng mấy cái chanh không hợp á. Khá ok. Rồi. Không mà nhiêu đây được. Bỏ đây hai túi. Giờ đi lên.